Hãy tạm dừng, hãy so sánh. Điện thoại trước đây và bây giờ. Xe Toyota trước đây và bây giờ. Tiệm nail trước đây và bây giờ. Mọi việc chung quanh đang thay đổi từng ngày. Bạn thì sao? Bạn đang hoạt động với một tư duy mới, thái độ mới, tầm nhìn mới hay vẫn như cũ? Hiện tại thu nhập của bạn có ổn định không? Tình hình kinh tế hiện nay có ảnh hưởng tới bạn và gia đình không? Nhìn về phía trước, kinh tế của bạn và gia đình sẽ ra sao? Nếu không thay đổi, cuộc sống của bạn và gia đình sẽ trở nên tốt hơn hay tồi tệ hơn? Nếu có cách để bạn kinh doanh chỉ với số vốn rất ít ỏi, bạn có muốn tìm hiểu không? Chúng tôi đại diện cho công ty New Skin Enterprise của Mỹ, có niêm yết trên sàn chứng khoán, doanh thu trên 2 tỷ Mỹ Kim, với hơn 500 sản phẩm được phân phối trên 50 quốc gia. Hiện tại chúng tôi chọn kinh doanh bằng những sản phẩm bán chạy nhất và thông dụng trong gia đình như bộ chăm sóc miệng chống vôi răng, vàng răng, sâu răng, hôi miệng và nướu bị tê buốt để bạn có một hơi thở nhẹ nhàng hương thơm mùi bạc hà. Bộ chăm sóc cơ thể tẩy da chết giúp làn da mượt mà với hương thơm mùi hoa bưởi và kem giữ ẩm với những nguyên liệu thiên nhiên. Kế đến là hai sản phẩm vô cùng độc đáo, kem dưỡng thể bao bắp được chiết xuất từ ruột trái cây bao bắp, dầu hạt bơ, dầu hạt macadamia với các thành phần tự nhiên cung cấp chất giữ ẩm và chất làm mềm da tự nhiên, giảm da khô, cải thiện sự xuất hiện của da lão hóa, cung cấp độ ẩm và duy trì chức năng bảo vệ cho da một cách lâu dài. Epic Soul Solution Food Treatment làm mềm và bong tróc bề mặt các tế bào chết và chai cứng từ lòng bàn chân như rám, khô, nứt, trả lại sự mềm, trơn nhẵn và tình trạng khỏe mạnh cho bàn chân. Với những sản phẩm và nền tảng của công ty, chúng ta có thể kinh doanh khắp thế giới chỉ với chiếc điện thoại cầm tay hoặc máy tính. Bạn có 3 cách để kiếm thêm thu nhập. Giới thiệu sản phẩm, bạn được hưởng 5-15% tiền giới thiệu. Trở thành lãnh đạo và xây dựng nhóm, bạn được 5-40% doanh số của cả nhóm. Đào tạo, bạn được chiết khấu 5% của 6 tầng lãnh đạo. Đây là thu nhập trung bình của từng danh hiệu. Bạn chọn điểm nào? Bạn sẽ được hướng dẫn qua các chương trình đào tạo miễn phí online với những doanh nhân hàng đầu thế giới. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thay đổi? Đăng ký miễn phí, không nhân viên, không kho bãi, không hợp đồng ràng buộc. Hãy liên lạc với chúng tôi để bắt đầu hôm nay.